đau khốn không? Nhớ lần thứ 8 về rồi thứ 9 về xuống theo nhà cụ bác rồi chơi cụ cổng dân lên rồi làm sầm hưng thì cẩm ẩm bên bên. Dạ. Trước mặt cha nè. Cha đau khổ lắm rồi ơi. Đi chứ chờ mong vẫn mà chờ gì à, thăm mấy con rồi cha đi cha chết cha cũng không buồn nữa. Nhưng mà cái cha cái số mạng cha lận đận đau đau vậy. Gần 40 tuổi đời, nhưng chị Hường bỗng như bé lại trong vòng tay ấm áp của người cha sau hơn 30 năm thất lạc. Cũng gần 40 năm ấy, quãng thời gian quá dài cho một kiếp người gặp lại con mình trong một cái cảnh không ai ngờ tới. Gia đình đó thì người còn người mất, khiến ai cũng đau lòng. Nhưng đối với ông Tư, hôm nay có lẽ là ngày ông vui nhất trong cái khoảnh khắc cuối của cuộc đời. Thôi, dù sao cũng đã qua rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc của tình phụ tử đã lăn dài trên má của những người trong cuộc và cả những người được chứng kiến như tụi mình. Sau đoạn video clip này, rất mong ông Tư và con của mình sẽ có những ngày sum họp trong một căn nhà ấm cúng hơn để chấm dứt một khoảng thời gian lên đên quá dài đối với ông. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thị xã Ngã Bảy thuộc huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Và chỉ cần qua cây cầu này thôi thì sẽ đến một cái nơi đó là huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Nói đến đây thì chắc có lẽ cô bác quý anh chị mà khi mà xem kênh Bùi Hồ có thể biết được rằng đó là một nhân vật, một ông cụ như là sống lên đên trên sông. Và hiện nay thì ông sống với một cái nghề đó là lượm những cái phế liệu ở trên sông để buôn bán mưu sinh. Ở clip trước thì ông có nói rằng là chỉ cần được gặp mặt con mình và con mình được nhìn nhận thì coi như là một đống vàng. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ có kết nối được với lại một người mà cho rằng đó là ba của mình khi xưa đã thất lạc hơn 31 năm. Và để hiểu rõ thêm về cái câu chuyện đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và Đàn Đồng Tháp nghe một người đã xem được kênh YouTube và nói gần giống như là cái hoàn cảnh của ba mình để có phải là người thân hay không. Và Bùi Hồ sẽ cho chị ông cụ này sẽ hội ngộ với nhau để xem như thế nào ha. Câu chuyện cũng còn khá là dài luôn. Em chào chị ha. Thì hôm qua em với lại Đạt á nghe được rằng là chị nhận một cái người, một ông cụ mà tụi em đã quay lên clip rằng á, là chị nói là ba mẹ của chị nói là giống là chồng của mình trước đây và tên thì nó giống nhau. Và có thể chị chia sẻ cái câu chuyện đó cho tụi em được hiểu không chị? Thì gia đình chị là cha chị đó đã ra đi hồi hơn 30 năm nay rồi, là không có tin tức gì hết, đặt vô âm tính luôn, không có tin tức gì hết. Tình cờ có người thân là coi cái clip của em đó, quay về một ông cụ vô trai, cho nên đó là khi nghe ông cụ nói thì tên của ông cụ, tên của vợ và hai đứa con thì hoàn toàn là trùng khớp với gia đình của chị. Tại vì mẹ chị cũng tên Thơ, rồi chị là cũng tên Hường và thằng em trai là tên Sầm Hưng, cũng giống như vậy. Cho nên là mẹ mới điện cho chị
là kêu chị phải liên hệ với các em để mà tìm xem coi có thật sự có nếu đúng là người cha đó thất lạc hơn 30 năm của mình hay là không. Cho nên là chị mới liên hệ và bữa nay thì chị tranh thủ hết mọi công việc là chị chạy lên đây liền. Cái cảm xúc của chị bây giờ như thế nào khi mà gặp một người mà coi như là thất lạc hơn 30 năm rồi? Cha của mình đã thất lạc 30 năm mà nghe những cái câu chuyện đó nó trùng khớp như vậy thì cái cảm xúc của chị như thế nào? Nói chung là khi coi được cái clip của em á thì nó vui lắm. Tại vì đã hơn 30 năm rồi là cứ nghĩ là sẽ không còn gặp lại được nữa. Nhưng mà nhờ cái clip của em á thì chị bây giờ nếu mà thật sự người đó đúng là người cha của chị á thì chị rất là cảm ơn hai em luôn. Lúc mà ông đi thì cha của chị á thì đi thì lúc đó chị với lại anh bao nhiêu tuổi? Thằng em thì nó chỉ 2 tuổi và chị lúc đó cũng được 8 tuổi. Chị 8 tuổi. Thằng em 2 tuổi. Chị nhớ lúc đó là mẹ của mình là bao nhiêu tuổi không hả chị ha? Thì 8 tuổi thì mẹ 4. Chị cũng không nhớ chính xác là mẹ bao nhiêu tuổi nữa, tại vì lúc đó chị mới có 8 tuổi mà. Có một cái vấn đề như thế này nè, em cũng không nghĩ, chị có hỏi là ngày xưa tại sao ba của mình lại bỏ đi không? Chị biết, tại vì tuy rằng lúc đó chị nhỏ nhưng chị nhớ, tại vì cha của chị là từ ở đây là xuống Phụng Hiệp, là xuống dưới là mần mướn, mần thuê ở dưới. Rồi á, ông ngoại với bà ngoại là thấy cha của chị là giỏi quá, cho nên mà gả con gái Úc, mẹ chị là con gái Úc trong nhà. Là Úc là Úc nữ chứ không phải là Úc hết nha. Tại vì dạ, sao còn 7-8 người cậu phía sau nữa. Đó là cho nên đó là mới gả rồi ở ghế cất cho cái nhà ở cất cho cái nhà rồi ở ghế ở đó. Và lần nuôi hai mẹ mấy mẹ con chị. Nhưng mà có lẽ là ở ghế mà thì em cũng biết đó, nói là làm dâu dễ ở ghế thì nó khó. Rồi có lẽ là gia chị ngày xưa thì cũng hay nhậu nhẹt vậy đó. Rồi lấy cậu là em của mẹ đó thì khó tánh, cho nên là cãi giả rồi nó không có được hòa thuận đó, rồi cha mới bỏ đi. Thì chị cũng chỉ nghe người lớn kể lại như vậy thôi, tại lúc đó chị mới 8 tuổi mà thì đâu có biết hết được. Rồi cha mới bỏ đi và từ ấy đến nay luôn không có hề có tin tức gì về cha hết. Lúc đó thì sống với lại cô á thì ông làm cái công việc gì chị? Làm ruộng. Tại vì nhà ông ngoại là ruộng đất nhiều lắm. Chỉ là làm ruộng thôi. Ruộng ở nhà xong rồi thì làm ruộng thuê. Tại khu ở đó ngày xưa là làm ruộng hết. Chị có lưu lại được cái hình ảnh nào của ba chị? Không, ngày xưa không có máy móc, không có hình ảnh, nói chung là trong thôn nông thôn nữa. Cho nên là không có gì hết chứ. 8 tuổi là chị có thể nhận được cái, nếu mà bây giờ nhìn lại mặt ba chị có thể nhận ra được? Chắc là không, quá chị không nhớ được đâu. Tại vì với một cái thời gian nó lâu như vậy thì cái ngoại hình nó phải thay đổi. Đúng rồi, phải thay đổi. Vì già nó sẽ khác so với lúc trẻ. Thậm chí mẹ chị coi mà mẹ còn không nhận ra nữa. Mẹ nói chị có cái là có cái lỗ mũi nhìn hơi giống giống. Chứ thật ra mẹ cũng không có nhận ra luôn. Nhưng mà tại vì nếu trùng á thì cũng chỉ trùng một tên, hai tên thôi. Còn cái này trùng hết cả 4 tên của 4 người luôn. Còn cái địa danh, cái chỗ ở thì có lẽ là do cái thời theo thời gian hoặc là ông cụ không nhớ gì đó thì mình không có nói được. Cái địa danh, cái nơi ở là ông không có nhớ chính xác được. Tại vì ông năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi, sức yếu lắm. Đó. Mà làm cái công việc là nhập phế liệu mà ngủ mưa gió nữa, thành nữ là sức khỏe nó mau xuống lắm. Em muốn hỏi chị như thế nào, bây giờ mình coi như là chưa phải là cha, một người ông cụ rất là già, sống lên đến sông vậy á, thậm chí sinh hoạt ngủ nghỉ đều ở trên cái chiếc ghe đó hết, mỗi một ngày á kiếm chỉ được nhiều nhất á là khoảng 10 mấy ngàn, 2 ký thì được 7 ngàn, và mọi thứ đều ông tự sinh hoạt và thậm chí là trôi dạt đến đâu á, ta đuổi đến đâu thì ông giờ ghe đến đó. Cái cảm xúc của chị xem được hình ảnh đó, nghe lại cái câu chuyện đó thì chị có nghĩ rằng là ba mình lại sống như vậy? Nếu như là ba mình thì chị có nghĩ ba mình sống như vậy? Chị xót lắm. Khi nhìn, nói chung là tất cả những người lớn tuổi tánh chị rất là tôn trọng, rất là thương những người già, những người lớn tuổi, huống hồ gì đó nếu mà thật sự là cha mình thì thật sự là chị đau lắm, chị xót lắm.
không có nghĩ là cha lại có cuộc sống như vậy. Cứ nghĩ là ở một phương trời nào đó, từ lúc mà cha đi một phương trời nào đó thì cha sẽ sống rất là vui vẻ hạnh phúc bên vợ đẹp con ngoan hay sao đó, chứ không có nghĩ, không tưởng tượng được là cha lại sống khổ cực khổ sở như vậy. Bản thân mẹ chị cũng chẳng có được sung sướng gì, tại vì một mình với đồng gánh nuôi hai đứa con khôn lớn thì mẹ chị cũng không có sung sướng gì hết. Nhưng mà dù sao cũng đỡ hơn, tại vì mẹ còn có thể mần đi được, mẹ còn có thể mần công việc được. Và bây giờ khi hai chị em, chị của chị lớn rồi, thì hai chị em có thể chị mần nuôi lại mẹ được, không có để mẹ vất vả như chị. Nhưng chị không nghĩ là nếu mà thực sự là cha của chị sống như vậy suốt mấy chục năm đó, thì chị rất là đau lòng, chị rất là xót. Hơn 30 năm. Chị có nghĩ rằng là lúc mà chưa xem được cái hình ảnh đó, thì chị có nghĩ rằng là ba của mình đã có một cái cuộc sống mới mà không liên hệ với lại mẹ con của chị? Có chứ. Chị vẫn hy vọng là cha có một cuộc sống mới tốt đẹp, chứ không có nghĩ là cha lại sống như vậy đâu. Ở trên clip thì nó sẽ không phản ánh hết cái cuộc sống của ông, và người xem thì nó cũng không bằng lại ngay tại thực tế. Và tụi em cũng biết rằng là vào cái giây phút này đặt đến chân đến cái tỉnh Sóc Trăng này á, phải gần cỡ hơn 100 km để mà đến đây. Ngày hôm qua chị điện cho em nó khoảng hơn 10 giờ tối. Đúng rồi, chị hơn được 10... tin là chị điện liền luôn á. Nói chung là vừa có số điện thoại là bên mẹ vẫn cung cấp số điện thoại qua là chị điện liền luôn. Chị cũng ngại lắm, điện cho mấy em ban đêm thì chị cũng ngại, nhưng mà chị không thể đợi được, không thể chờ đợi được cái cảm xúc đó, biết không? Chị vừa nghe tới là chị phải làm liền, chị không đợi được. Bữa nay là chị ghét mọi công việc của chị nên chị phải tranh thủ chị đi. Không biết nói làm sao nữa, tại vì nó hỗn độn, nó hồi hộp lắm. Tại vì cái mong muốn của mình là gặp đúng người thân. Nếu mà không gặp được thì lại phải mắc đi tìm kiếm nữa, và cũng phải ngóng tin nữa. Nhưng mà chị hy vọng là phải qua đây chị. Phía sau này là chị có thể đi xuống với chiếc ghe của ông cụ đang đi đường này dễ. Đây nè, chị bước theo cây lá đó đó. Nhưng chị đã nhìn nhận một phần tin tức của ba mình. Đã đến chỗ của chú Tư Dưỡng rồi đó cô á. Chị kêu đi, chị cứ kêu đi. Sao chị? Chị cũng không biết kêu sao nữa. Kêu bằng chú đi chị. Dạ. Vậy thôi kêu bằng bác đi. Dạ con chào bác. Dạ sáng bác ăn uống gì chưa bác? Cũng có ăn gói mì rồi à, thôi. Bác chỉ mới ăn gói mì thôi hả? Chưa mới ăn rồi chiều tới khi là tối mới có ăn. Chị lên chiếc ghe xuồng ngồi luôn đi. Chạy ghe đi cô. À chị lên xuồng. Ông cụ biết chị này tên gì không? Dạ không biết nữa. Chị này là chị Cẩm Hường. Dạ. Ông cụ nhớ giống tên của ai không? Ông cụ nhớ Cẩm Hường là tên của ai không? Tên của con nuôi có đứa con tên Cẩm Hường. Dạ, ông cụ nhìn con có giống ông cụ không? Có đúng là Cẩm Hường của ông cụ không? Con của ông cụ năm nay là bao nhiêu tuổi? Cỡ ba mấy gì đó. Ba mấy chứ không được 40 đâu. Đó là Cẩm Hường là có phải là con ruột của ông cụ hay không? Hay là con của riêng của vợ ông cụ? Con riêng. Con riêng của vợ hả? Dạ. Rồi ông cụ còn nhớ cái gì, còn nhớ cái gì về Cẩm Hường nữa không? Ví dụ như hồi nhỏ ông cụ có thương yêu hay là có quýnh đập hay là có đối xử tàn nhẫn yêu nó lắm. Biết nó dầu con riêng của bên vợ nhưng mà tôi cũng cưng nó dữ lắm. Trời ơi, tôi mà đi mặn chú hai đứa con không à, mà nói cho nó thích mẹ nó. Đi là dỗ cho nó ngủ rồi bắt cái thau băng á, cho nó ngủ, lưa cho nó ngủ rồi nó mới đi được. Còn gì ở sớm mà mời đi chơi hay đi nhậu nhẹt thì chơi thì là hai đứa đeo quần là ta kêu tôi là phẩm công không đó. Rồi bên vợ ông cụ có còn nhớ được cái tên của
ông và vợ hay là bà và vợ hoặc là những cái người em vợ hay là không? Ông cũng còn nhớ ai không? Ấn tượng về một người nào đó hay không? Còn nhớ thằng cục giò đó lên làm gì quên rồi. Nó đi bộ đội cái gì cục hai giò sát tháng gì luôn rồi. Nhớ thằng thứ 8 về rồi thứ 9. Con đúng là cảm thường của cha đó. Mẹ nói là đó cha đi ngủ lúc nào cũng cõng vào trên lưng hết trơn á. Dài xuống theo nhà cụ bác rồi chơi cụ cổng dẫn lên rồi thằng Sầm Hưng thì cổng ẩm qua bên. Dạ. Rồi cô giờ ở đâu? Ở chỗ ông ngoại không? Dạ, mẹ con nhờ về ngoại ở đó. Con thì có chồng về bên bên chồng con sống mấy chục năm rồi, 20 năm rồi. Mẹ nói có chồng về Nam Căn phải không? Dạ không, mẹ con làm ở Nam Căn như vậy là ít nhiều gì cha cũng phải biết tin về mẹ rồi, nhưng mà sao chưa một lần nào liên lạc được vậy? Dạ giờ giờ cảm đi đâu nổi, chứ có làm được ra tiền đâu. Dạ, rồi từ lúc mà rời nhà mẹ đó rồi cha đi đâu? Cha đi mượn mướn, gặt mướn ở dưới gành nào dưới đó. Rồi thời gian thì cha có tiền cha mới đi lần lần về đây cha sống. Chị tại sao cha không quầy lại đó để kiếm? Nghe mẹ con có chồng rồi dưới bà ngoại. Dạ con không. Bà ngoại con khó quá rồi thôi cha không về. Mẹ con mới có chồng đây thôi. Tại vì á khi bỏ đi rồi á, rồi ba mẹ con mới gồng gánh xuống dưới Nam Căn chứ á, là mẹ là nấu cơm cho công an huyện rồi nuôi hai đứa con ăn học cho đến năm con mười mấy tuổi lần mẹ mới về trên đây, là mẹ chỉ mới có chồng đây thôi. Cái lúc đó mẹ vẫn còn sống, mẹ vẫn lo cho hai chị em con mà. Vậy sao gì năm nói là lúc cha về là dập đồng cha giữ vuông cho người ta đó là nói mẹ con có chồng? Dạ không, mẹ con chỉ mới lấy chồng đây thôi. Vì năm con làm chui với cái ông ở ngoài Bưng Đại Đặng nè. Dạ đúng rồi. Dạ 3 ngàn nè. Dạ. Vậy là về cha có gặp lại gì năm hả? Có gặp mấy lần. Làm trai có mà chỉ năm có chồng ngoài ông ấy ngoài Lò Tham rồi này. Dạ. Mẹ con điện thoại về, con máy con không có mạng, phải chỉ có mạng con điện cho cha nói chuyện với mẹ, nhưng mà có thể nói trên đấy được rồi. Thì cho con biết cha đây mà con. Dạ con nhờ rồi. Con coi mấy người đó coi kênh trên mạng nè. Dạ trên mạng nè. Rồi mới mẹ nói chuyện với cha nè. Đúng rồi. Ông có nói tên ai nữa không? Tả cậu 9 rồi, cậu 8 rồi, đúng hết rồi. Chị nè. Con đang mở lo đó, mẹ nói chuyện đi. Rồi cho nói chuyện với mẹ đi. Thơ. Em giờ sao rồi? Rồi em còn ở với mẹ không hay là... Không, ngoại, bà ngoại mất hết rồi. Mẹ đâu mất hết rồi, đâu nữa hả? Rồi giờ em ở với thằng Cường hay gì? Đâu có đâu, có nhà riêng mà, ở với Hưng đó. Vậy đó hả? Ừ. Ở cái nhà cũ mình rồi đó hay ở bên nhà mẹ? Không, giờ cất ra lộ rồi. Cất nguyên một dãy ra lộ. Đâu có ở nhà cũ đâu. Gần nhà cậu Tám Tính á. Ừ, gần nhà Tính nữa.
rồi sao đi rồi biệt không về rồi tới giờ đi hết nổi rồi mới lên tìm. Vậy chứ làm có ra tiền đâu, đi về cái này đâu có bà con họ gì, anh đâu có gia đình gì đâu mà làm ăn được. Ừ. Thành ra đâu có tiền đâu gì à. Nên làm chị dò đi không được. Tự nhiên vậy rồi nó bị tê rồi nó đi chậm lên chậm xuống vậy à. Rồi nó ấy cái clip này lâu chưa vậy? Cũng hay quay clip mà được mấy ngày nhớ chứ vậy đó. Dạ còn nhớ cậu chính là đi bộ đội về cục hai giò nữa tới gần chết mới tìm con phải không? À, cái đó cũng là vô số phận, nhớ con cũng nhớ em, nhưng mà anh với em thôi nhau đâu có buồn phiền gì, tại mẹ khó khăn quá thành ra anh mới giả từ đi thôi, chứ đâu phải là anh với em mà có cự nữ con, anh có ghét đứa nào đâu. Đi đâu tới rồi năm ba cũng gì thăm thân với cúng tội đó không về. Nghĩ chứ mẹ cứ kiếm chuyện với anh hoài rồi sao? Chuyện đâu kiếm chuyện, tại ông nói này nói kia rồi bảo mới nói thôi chứ kiếm chuyện gì. Nói gì? Hỏi cho con nó, lúc Hường nó còn nhỏ rồi, Sâm Hưng nó còn nhỏ rồi, nó cứ đeo anh không, nó không đeo em rồi anh dỗ nó ngủ rồi em bắt theo ăn sao mà vô. Rồi tới anh về đi ruộng về anh bắt nó không hát rồi anh chửi thề, mẹ cũng chửi anh cũng... rồi em út nó rượt đánh anh nữa rồi sao? Cậu Chính lúc này khỏe không cậu Chính? Khỏe sao nói chuyện bộ yếu quá vậy? Ngủ rồi chứ. Ngủ hả? Anh dù anh đi về này với anh cũng nhớ em đồ dữ lắm. Chứ cũng tội nghiệp vợ em mà lúc mà anh với cha mẹ anh em của em tự nữ thì tội nghiệp vợ em cũng can đồ cũng khóc lóc rồi thấy anh cũng đau thương lắm. Rồi sao mà anh không nhớ biết tượng, sao mà ông về mà ông đi xuống bệnh viện luôn vậy? Vậy chứ anh mừng không ra tiền chú ơi, đi cứ mừng mướn được nhiều sống nhiều vậy chứ đâu có mà dư được. Sao mà anh nói là bảy mươi bốn tuổi dữ vậy? Với lại cha nói là cha họ Trần nữa, trong khi giấy khai sinh của bọn con đều là họ Nguyễn. Ừ. Mà hồi đó thì mẹ khai giấy khai sinh là họ Nguyễn không ạ? Bởi vì bỏ anh là họ Trần. Con là nếu mà thằng Trầm Hưng đó, hồi đó mấy cậu với mẹ với bà ngoại đặt cái tên Trầm Hưng mà. Nhất là cậu Chính. Thì sống nó chơi giữ nha. Thì chỗ này kêu okay, mừng mướn đi tới Đồng Tháp, Long Xuyên gì An Giang rồi gì là đi cắt lúa mướn rồi vậy sống qua ngày vậy nha. Rồi Sâm Hưng giờ nó có ở đó không? Hưng nó đi mặn. Nó đi mặn hồ. Chiều tối nó mới về. Sáng đi mặn, chiều tối nó mới về. Vậy thôi nên mình nói chuyện ít vậy thôi. Để khi nào anh có dịp mai anh gì với chơi. Điện thoại không? Sao điện được? Có rồi, giờ không biết nó còn đủ pin không nè. Có mở sạc chưa? Thì bên như nó còn mà bị không có số điện. Đi xíu đi từ đi xíu nghe máy mà chị Hường giờ. Lấy điện thoại ra con ấy cho. Ủa con bấm lên đây lấy cho số điện đi rồi cha sạc cái rồi. Nếu mà cha gì không được chứ thằng con thì liên lạc.
ngày xưa lúc mà ông Tư, chú Tư đi là chị Hường là bán củ. Trời ơi, đó, mẹ nó cũng nhắc, bây giờ nó nhắc, nó nói chú, con nó cưng dữ dằn lắm, dù trời ơi, nó nói đi đâu rồi, đó là nó nói chú là chán, nó nói là ở xóm bạn bè đó, nói tôi là thẩm công không. Ông Tư đã từng nói với con á, với lại Đạt á, là gặp được con mình giống như là cho một đống vàng. Đúng. Cái cảm xúc đó, đúng, đúng, chú á. Bởi thôi, con tắt à. Cái cảm xúc của ông Tư bây giờ như thế nào ông Tư? Quá mừng luôn, giờ nói chuyện được với mấy anh em vợ với vợ thì bây giờ mình mà còn đứa con nữa chưa nói chuyện nữa được, thằng trai đó. À, cái giờ vào cảnh tôi đi không được, cái tiền bà không có. Ba mươi mấy năm rồi, ba mươi mấy năm xa cách. 31 dạ. Năm mà. Cái ngày mà ông Tư đi á, là ông Tư đi ban ngày hay đi buổi tối? Đi ban ngày luôn à. Thì bữa đó cũng là tự lộn này nọ rồi cũng có chính quyền đâu là giải quyết quá rồi đi luôn đúng không? Dạ. Tôi gặp chị vợ từ thứ năm đó là ở Dầm Đầm á, dễ đi ghe đó, gặp tôi cũng ở dưới vuông người ta đó. Hình như là hai cái sim này nó bị coi chừng nó bị hết hạn đó chứ. Nó bị hết hạn, nó bị khóa, không có không có được. Cái cũ bị khóa, còn cái mới này mới mua ra chưa được đáng rồi. Bây giờ không có sim nào ăn máy hết trơn. Cái cảm xúc mà ngày xưa mà lúc mà chị Hường 8 tuổi mà ông Tư thường để lên võng mà nằm nghe radio cổng ở trên lưng không ạ? Cổng băng. Nghe đu băng đi đâu cũng cổng trên vai, chắc bây giờ cũng nó vẫn còn như như là ban đầu không Tư hả? Biết đâu do con nó tưởng. Nhìn con có khác gì không? Thì khác hơn hồi nhỏ rồi. Cái giây phút mà trùng phùng với nhau á, thậm chí là con với Đạt cũng rớt nước mắt luôn. Cái nét nào trên khuôn mặt của chị Cẩm Hường mà ông Tư nhìn ra giống như hồi lúc còn bé Tư? Không, nó còn bé thì mà cái gương mặt nó hơi tròn không? Nó hơi tròn hơn. Dạ, lúc đó con ú quay mà. Ừ. Dạ, bây giờ con ốm cho nên nhìn mặt nó thỏn. Lúc bé con ú lắm. Ú dữ lắm. Dạ. Trời ơi, tôi đi bằng về đó nếu khi mệt cũng chết vậy. Mà đứa thì ngồi bên, mẹ nó thì ngồi vậy đó mà nó không có đòi bới cơm hay là múc cơm gì đó là gì cái. Cha không à, mà đứa này dành cha tao, cái dành cha tao. Vậy là lúc mà còn trẻ đi khoảng hơn 10 năm sau thì ông Tư khoảng ba mấy 40 tuổi thôi. À. Vì buồn nên ông Tư không quay trở lại hay là vì không có tiền? Không có tiền với vừa buồn nữa, thành ra mận nhiêu rồi chơi bời hết nhiêu rồi. Ăn chơi gì chừng nào hết cái mận nữa. Lúc đó không có màng đến tương lai đúng không? Không còn màng đến tương lai, vậy tôi chặt ra là tôi thề lúc đó tôi không lấy vợ mà. Tôi chặt ra thề không lấy vợ luôn. Nói gì giờ? Thật sự là con chưa bao giờ nghĩ là sẽ có cuộc hội ngộ như ngày hôm nay. Trời, cha cũng nghe cái xóm ở đó đó, rồi cũng có mấy đứa cháu rồi nó yêu cầu ca nhạc ca cổ rồi đó. Cha cũng lắng tai nghe mà có khi cha nghe rồi chụp ra đại nó cúp cái nó phát cái rồi cha xin cái số điện của nó đặng mà điện cho con là cảm ơn gì. Mẹ con gì đang nói chuyện đồ liên lạc coi giờ còn ở đó là đi đâu đó, mà mẹ ba mẹ con sống với năm căn mà bắt hoài bắt gần 10 năm không kịp. À, chỉ có thiết bị duy nhất đó là cái ca nhạc theo yêu cầu để lại số điện thoại. Ừ. Và ông Tư bắt nghe để coi có số điện thoại có khi nào là người thân của mình không. Dạ. Để mà biết số điện để mà điện thoại. Ngày xưa đâu có điện thoại đâu. Ngày xưa làm gì mà có liên hệ được hay là có điện thoại gì được.
muốn gắn kết nhau cũng khó hả ông Tư? Khó lắm. Dạ, mà khó vậy đó. Chứ có đợt nha, mấy đứa con của ông Bún đó. Con... Trang thoảng thử hả? Trang thoảng đó. Con muốn hỏi ông Tư là, ông Tư có nghĩ rằng là mình lại được gặp con mình vào thời điểm này không? Cũng cần thiết. Để ôm con hôn nó hồi giá sư. Dạ. Dâu có chết không được chết tôi biết. Chắc có gì chứ không nổi rồi. Ông Tư nói mới nói câu gì con nghe không? Nói cầu gặp con ôm con hôn con. Để giá sư chứ tôi về với con là gì không được. Ông Tư ôm chị Hường đi. Gặp con trước mặt cha nè. Chị con. Dạ. Chị bỏ điện thoại cho ông. Chị đau khổ lắm Hường ơi. Đi chứ chờ mong. Thật mà chờ gì à, thăm mấy con. Rồi cha đi, cha chết cha cũng không buồn được. Nhưng mà cái cha cái số mạng cha lần đợt đau đau vậy. Chứ phần anh cha biết mẹ em còn giữ ba giấy tờ của cha, ba giấy của cha đi bộ đội về đó. Dạ không. Mà mẹ con nói là mất hết đâu mà. Dạ đúng rồi, tại vì năm đó là tất cả các giấy tờ mẹ con cất trong một cái gương của cơ quan, nó đưa một cái gương bằng cây á. Rồi giấy khen của con học nè, giấy tờ gì đó mẹ bỏ đó, tới khi mẹ lấy ra thì mối nó ăn banh hết trơn, không còn gì cả. Chứ hồi cha đi cha quên lấy giấy, mà hỏi giấy thì mẹ con là nói là... Cho nên mẹ cũng không còn giữ cái gì hết. Kể cả giấy khai sinh được của con cũng bị mối ăn nữa mà. À, con muốn hỏi, con là một người ngoài dạ. Và con thấy cái tình cảnh của ông Tư như vậy. Ngày hôm nay tụi con đã rớt nước mắt khi mà cầm cái máy quay được cái đoạn clip này của ông Tư và con của mình. Ngày xưa cũng đã từng cõng ở trên vai dạ. Và ngày xưa cũng đã từng đưa giọng ru cho con ngủ. Và ngày xưa cũng đã từng rất yêu thương nhau. Và dạ. Sẽ không bao giờ nghĩ rằng là cuộc đời sau này lại trùng phùng ở một cái nơi như thế này yeah. Một cái nơi mà nó giống như cái cuộc đời của ông Tư vậy đó yeah. Nó cứ là bồng bềnh vậy á. Nếu không có mấy chú lên mà này đó là con tôi tới tôi chết. Và tôi chưa biết. Con yeah. Hỏi ông Tư một câu yeah. Để cho tụi nhỏ tụi con đôi khi á, cho tất cả các bạn tụi nhỏ cũng như tụi con nè yeah. Có thể nhìn nhận lại ông Tư có hối hận khi ngày xưa ông Tư quyết định ra đi không? Quyết định ra đi nhưng mà con thì bỏ không được. Thành ra tôi rồng ở với dầm đầm rồi cả nãy rồi tôi về với U Minh dưới nữa. Nếu thời gian quay ngược trở lại cha có bỏ tụi con đi nữa nếu hay không? Nếu thời gian quay ngược trở lại cha có bỏ tụi con đi nữa hay không? Tôi có bỏ đi hơn nữa. Không, cha không đi đâu. Út em có gia đình chưa? Dạ chưa. Anh cũng tội nghiệp, út em hồi đó nó cũng thương cha dữ lắm. Út em là cậu 11 á hả? Ừ. Cậu 11 mất rồi. Hỏi thì sau khi gặp lại á, người còn người mất. Người còn người mất. Chỗ ở thì cậu 8 tính cũng mất. Bà ngoại ông ngoại mất, cậu 8 tính cũng mất và cậu 11 cũng mất. Dì Tư cũng mất. Chỉ là còn có thằng Tường không đó. Dạ còn cậu 7 nữa. Cậu 7, cậu 9, cậu 10. Cậu 10 thì giờ ở Bình Phước á. Chứ còn cậu Út Tùng. Cậu Út Tùng hồi nhỏ hồi lúc mà cha ở đó chắc cậu Út Tùng còn nhỏ mà. Nhỏ. Dạ tại vì cậu Út lúc đó con 8 thì chỉ mới có mười mấy tuổi thôi. Cậu Út mới mười mấy tuổi à. Chứ em hỏi chị cái nha chị, thì ngay cái ngày hôm nay luôn đó chị đã nhận lại thật là cha của mình rồi, thì chị có định hướng gì
sắp tới đây cho chú Tư không hay sao chị? Dạ. Giờ sẵn đây con cũng hỏi cha luôn. Cha có chị đồng ý về sống chung với con không? Cha giờ chắc sống gì chứ chưa biết con ha. Chưa xác định được để cha nằm được chỉ nghĩ rồi. Thì con nói chung là con tôn trọng quyết định của cha. Nếu mà cha muốn sống chung với tụi con á thì con sẽ rước cha về sống chung với con. Tuy rằng con bây giờ con thôi chồng rồi, con ở nhà thuê thôi chứ con cũng không có nhà cửa gì hết. Con ở nhà thuê, con thôi chồng, con mượn nuôi hai thằng con. Hai thằng cháu ngoại của cha năm nay học 12 rồi. Thằng lớn năm nay học 12 rồi. Nhưng mà thì về sống chung với con á thì có cơm ăn cơm, có cháo cho con mình ăn cháo. Để con có thể chăm sóc cha được. Rồi thằng Hưng nó cũng tới lui cha, nó chăm sóc với cha được. Qua Tết này chắc nó cũng ra nó ở với con, nó đi làm nè. Để cho nó trả hiếu cho cha. Rồi con nói vậy. Tuy rằng không có công dưỡng nhưng cổ cũng có công sanh thành. Để cha suy nghĩ. Dạ. Rồi còn nếu mà cha cứ quyết định như thế này thì thật sự là mùa đông tới rồi lạnh lẽo lắm. Cha suy nghĩ thôi, rồi với cha con. Rồi đây với đó thì cũng xa xôi lắm. Cha tôi rồi cha chỉ giờ đi xe đồ không chứ đâu có đi bộ có đi này nọ được đâu. Cuộc khổ cho cha vậy. Thì giờ dưới thì có cơm ăn cơm, có cháu ăn cháu, con đâu bắt cha phải đi làm gì đâu. Cha chỉ cần ở nhà con đi mừng về, rồi cha con mình sống đùm bọc với nhau mà sống. Ừ. Thì cha chỉ con được. Thì con không có lo được nhiều, nhưng có thể là ngày hai buổi được. Giờ sau này còn hai thằng cháu ngoại nữa. Ở nhà hữu hỷ trông cháu cho con cũng được. Rồi Hưng nó chạy ra chạy vô, tại vì nó còn phải lo cho mẹ nữa. Ừ. Thì con tôn trọng quyết định của cha. Cha muốn về sống với con, tụi con á, thì tụi con sẽ lên đây đón cha về. Còn nếu mà cha ở đây á, thì bọn con cũng sẽ thường xuyên lên đây thăm cha. Rồi, con nói vậy để dạ. Xác định. Dạ thì cha cứ suy nghĩ rồi, và nhờ con quyết định là thì cha điện cho con rồi nếu cha có gì dữ á dạ thì cha điện cho con rước lên rước dạ. Rồi thôi cũng đến đây thì cũng dạ. Em với lại Đạt á sẽ dành một giây phút riêng tư cho chị với lại ông để mà có một cái cuộc sống cho sum vầy hơn thì cũng gọi là may mắn để mà giống như ông Tư á. Dạ. Để gặp được con mà. Con rồi, xin chúc mừng ông Tư. Rồi. Chúc mừng chị đã tìm lại được người thân hai cháu ngày xưa nha. Rồi thay mặt gia đình thì chị rất là cảm ơn hai em đã tạo cơ hội cho cha con chị gặp lại nhau hơn 30 mấy năm xa cách như vậy. Nói chung là không có chị không còn lời nào để nói là chị rất cảm ơn và rất cảm ơn. Dạ. Thật sự rất xúc động cô bác của anh chị khi quay những cái đoạn phim như thế này. Đạt với lại Bùi Hồ không cầm được nước mắt. Những cái giây phút tương phùng á, nó làm cho người ta dễ ngậm ngùi lắm. Và trước đây á, cái trường hợp của chị Duyên khi về Việt Nam cũng vậy nữa. Đúng, nhà là nơi để về, gia đình là nơi mái ấm của mình. Rất cảm ơn cô bác quý anh chị đã xem đoạn video clip đến thời điểm này. Cũng mong rằng ông chú Tư sẽ có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn bên hai người con của mình. Quãng đời còn lại đối với chú Tư á là một quãng đời đáng sống. Xin chúc cô bác quý anh chị sức khỏe, an lạc. Xin chào và hẹn gặp lại.